Thưa quý khán giả, thuốc kích dục nghe thì có vẻ hơi nhạy cảm xíu, nhưng giờ đây nó lại là một mặt hàng được bán đắt như tôm tươi. Nếu như chúng ta gõ từ khóa thuốc kích dục bán ở đâu thì sẽ có khoảng 1.500.000 kết quả tìm kiếm trên Google trong vòng 0,3 giây. Trên các website, các trang mạng xã hội thì thuốc kích dục nam nữ cực mạnh, giá rẻ nhất được rao bán tràn lan. Vậy thì bản chất của thuốc kích dục là gì? Hậu quả của nó ra sao? Là nội dung trong góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Dễ sử dụng, tan ngay khi pha vào nước, không màu, không mùi, không vị. Tác dụng cực mạnh, hiệu quả ngay sau khi dùng 5 phút. Và đặc biệt, làm đối phương chủ động trong chuyện ấy. Không khó để bắt gặp những dòng quảng cáo gây sốc như thế này trên Internet về những loại thuốc kích dục. Thời gian gần đây, các trang mạng xã hội bỗng xuất hiện tràn lan những loại chế phẩm được cho là thuốc kích dục với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng. Được giới thiệu là hàng nhập từ Mỹ, Thái Lan, có đủ mọi thể loại thuốc kích dục dành cho cả nam và nữ, từ dạng nước, bột, viên uống đến kẹo cao su kích dục, và hàng trăm những bài viết và lời mời chào xuất hiện rầm rộ trên mạng. Thế nhưng thực hư về tác dụng cũng như nguồn gốc của những loại thuốc này vẫn là một dấu hỏi lớn. Như trong đoạn clip trên có đề cập, dễ mua, dễ bán, vậy thường nó xuất hiện ở đâu? Mời quý khán giả cùng tiếp tục tìm hiểu. Để có câu trả lời, phóng viên chương trình đã liên hệ với một shop bán hàng online. Hai nhà phải có việc hai loại là cái thiết bị đó của nhân viên. Tại vì dùng khá là nhanh, từ 10-15 phút là có tác dụng. Còn hai cái 250 thì loại hai thì từ 20-25 phút là tác dụng. Rồi rồi xài sao? Mình pha từ 1 đến 2 giờ, nó rất nhỏ, nhỏ trên nước quá. Em pha vô nước rồi, bạn nó có biết không? Dạ không, tại vì thuốc này không mặn, không mùi. Thuốc bên trước thì được kiểm tra trước khi đưa ra thị trường là an toàn. Không chỉ rầm rộ trên mạng xã hội, giờ đây những loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc này còn tràn ra ngoài thị trường. Để kiểm chứng, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại bến xe miền Tây, nơi được cho là thiên đường của các loại thuốc kích dục trôi nổi. Theo ghi nhận, tại đây thuốc kích dục núp bóng như những gánh hàng rong. Sau một lúc chào mời những món đồ như móc khóa, mắt kính, người phụ nữ này liền vào vấn đề chính, chào mời thuốc kích dục. Sau khi thấy phóng viên tỏ ý muốn mua, người bán liền lấy những lọ thuốc được cất kín trong túi xách ra, đoan đã giới thiệu. Bao nhiêu? 2 nhũ hả? Nhưng mà cái này là dạng gì, dạng nước? Cái này nước, cái bỏ nước gia vị, chanh hay bắp ăn được. Này là của nước nào? Cái này là của Thái Lan không? Nhập nhằng về nguồn gốc, thế nhưng người bán vẫn mạnh miệng giới thiệu đây là hàng chính hãng. Không chỉ được bán tại bến xe, các loại thuốc kích dục còn được bán một cách công khai tại các tuyến đường. Theo quan sát của phóng viên, chỉ trên tuyến đường Châu Văn Liêm thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh có đến hàng chục điểm bán thuốc kích dục ngay tại lề đường. Khách hàng muốn mua loại nào cũng có. Tiếp cận một quầy hàng, chúng tôi được người bán nhiệt tình chào mời. Cái loại nào? Mấy trăm ngàn, 370, 208, 203. Cái Mỹ của người ta. Mà cái này là pha nước uống, uống được chưa? Khi phóng viên nghi vấn về độ an toàn của những loại thuốc này, người bán liền mạnh miệng khẳng định. Cái này là hàng ở đâu? Nhưng mà nước nào vậy? Mỹ. Mỹ an toàn cũng không sao đúng không? Không, muốn chết đâu sao. Chết trên đây đó. Đây là hai hộp thuốc kích dục chúng tôi mua được từ bến xe miền Tây và tuyến đường Châu Văn Liêm, quận 5. Hộp thuốc màu đen được giới thiệu xuất xứ từ Thái Lan. Hộp thuốc màu xanh được quảng cáo xuất xứ từ Mỹ. Cả hai người bán đều đảm bảo hàng của mình là độc quyền. Thế nhưng khi mở hộp, cả hai lọ thuốc bên trong đều giống hệt nhau. Có thể thấy, nguy cơ rất cao đây chỉ là hàng giả, hàng nhái. Và đương nhiên, tác dụng của chúng vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Chỗ nào cũng có thể bán, quý khán giả có tin đó là hàng đúng chất lượng hay không? Những loại thuốc này có được phép lưu hành là những thông tin tiếp theo mà chuyên gia khuyến cáo. Những cái sản phẩm này là không được phép lưu hành tại ở Việt Nam cũng như ở trên cái thị trường thế giới. Là trong cái quan hệ của vợ chồng, chúng ta phải có sự đồng thuận của cặp vợ chồng. Tuy nhiên có những bạn trai hoặc là những cái cô gái cũng muốn gọi là dục tốc bất đạt, gọi là mình chiếm đoạt một cách nhanh chóng, không có sự đồng thuận của cặp vợ chồng hay là cặp bạn tình, dẫn đến chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ mua một cái gì đó uống vào làm cho cái người bạn tình của mình hưng phấn lên,
và người bạn tình bắt buộc phải chan thân cho mình. Do đó đây là một cái chuyện không tốt và chúng ta vi phạm về pháp luật. Chúng tôi sẽ còn đề cập vấn đề này ở kỳ sau của chương trình, phân tích kỹ hơn về những chất độc hại trong đó. Mời quý khán giả quan tâm đón theo dõi. Rất vui được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Góc nhìn đa chiều. Tiếp tục kỳ trước, chúng ta còn bỏ ngỏ khi nói đến thuốc kích dục, loại thuốc mà nhiều người cho rằng thần thánh trong chuyện phòng the. Hãy cùng tiếp tục xem loại thuốc này đã len lỏi đến đâu. Để có cái nhìn cận cảnh, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại một tiệm thuốc tây gần trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Chúng tôi được người bán giới thiệu nhiều loại. Có hai loại. Hai loại. Loại nước nè, với loại bột. Cái này xài sao anh? Thấy nước hai cái nước lọc rồi đó. Hai cái luôn, cái nào cũng được, cái nào cũng pha hai cái em giống nhau mà. Ủa, nước cái, thì dễ pha hơn. Cái nước này là bao nhiêu một hộp? Có 80.000 thôi. 80 hả? Ừ. Còn cái bột này cũng 80 luôn. 80 luôn là một lần mình sử dụng là cái này một lần một chai. Nhưng mà uống là bao lâu là nó có cái tác dụng với dùng mới phải nhưng nửa tiếng lên đó dùng. Đừng pha vô mấy cái nước mà nước chanh là phê rồi đó không được ha. Uống nước lọc thôi ha. Tức là bỏ vô lắc là tan rồi. Bột phải giống như là mấy nước sủi hạt gì mà bỏ vô xíu nó tan rồi. Ủa nhưng mà cái này là hàng của nước nào? Mấy cái này là ở đâu ta? Mà cái này là uống là an toàn đúng không? Không sao. Anh bán này nhiều mà. Lọ thuốc mua được từ tiệm thuốc tây này có giá 80.000 đồng, giống hệt với loại thuốc chúng tôi mua được từ bến xe miền Tây, nhưng giá chênh lệch đến 170.000 đồng. Một điểm chung của những loại thuốc kích dục này là đều không có giấy chứng nhận an toàn, không thành phần dược chất, nhập nhằng về giá cả, tác dụng thì chưa được kiểm chứng. Trên vỏ hộp và thân chai chỉ là những dòng chữ tiếng nước ngoài. Liệu rằng những loại thuốc kích dục này có thực sự hữu hiệu và an toàn như lời những người bán quảng cáo? Bản chất của thuốc kích dục là các hóa chất có tác dụng kích thích bàng quang, niệu đạo, khiến cho máu đổ dồn về cơ quan sinh dục nhanh. Thuốc kích dục có thể để lại nhiều hậu quả lâu dài, nguy hiểm và không thể lường trước được. Ai đã, đang và sẽ có ý định sử dụng thì chúng tôi khuyên rằng hãy nên dừng lại ngay. Đây là một cái mảnh đất màu mỡ cho những cái tội phạm về công nghệ dược, sản xuất ra những cái sản phẩm không chính hãng và lừa đảo. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng là đây là những lời quảng cáo có cánh và khi bệnh nhân gọi là tiền mất tật mang, uống vào chúng ta chỉ giống như uống nước lạnh. Hai là đây là những cái chất dẫn chiết xuất từ cái nguồn gốc của cây á phiện, làm cho khi người bệnh nhân uống vào có một cái sự hưng phấn về cái tình dục và mất kiểm soát về cái hành vi của mình và rất dễ dàng chấp nhận trong cái chuyện mà cưỡng đoạt và trao thân cho cái người bạn tình của mình. Cái thứ ba, đây là những cái hoạt chất cũng chưa được các nhà khoa học trên thế giới chấp nhận và cho phép lưu hành trong những cái nghiên cứu. Những lời quảng cáo với công dụng thần kỳ chính là xúc tác khiến loại thuốc kích dục càng tăng sức hút cũng như sự tò mò với khách hàng. Không chỉ dành cho nữ, thuốc kích dục nam cũng được nhiều người tìm đến. Nhiều nam bệnh nhân mắc chứng yếu sinh lý đã tìm đến những loại thuốc kích dục với những lời quảng cáo trên trời vì mong muốn lấy lại bản lĩnh phái mạnh trong thời gian ngắn, mà không biết rằng sử dụng những loại thuốc kích dục trôi nổi trên thị trường là đùa giỡn với tính mạng của chính mình. Theo nhiều chuyên gia, trong thuốc kích dục có chứa các chất hóa học có tên là ankylnitric cantharidin. Những chất này giúp làm tăng sự kích thích, hưng phấn. Tuy nhiên, đây là chất con người không được phép sử dụng. Những chất này thường được sử dụng để giúp động vật giao phối, sinh sản. Nếu con người dùng chỉ cho một lượng nhỏ cũng có thể gây độc. Nguy hiểm hơn, chất hóa học trong loại thuốc này còn làm giãn nở mạch vành. Nếu dùng nhiều và thường xuyên sẽ làm người dùng xuất hiện cơn khó thở, huyết áp tăng vọt. Những cơn tăng nhịp tim rất dễ dẫn đến đột tử do nhồi máu cơ tim hay dở đứt mạch máu não do lưu lượng tuần hoàn tăng quá nhanh khiến các mạch máu không chịu nổi áp lực. Khi chúng ta có những cái trục trặc, chúng ta hãy vô những website chính thức của những cái bệnh viện lớn như bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Đại học Y Dược hoặc là một số bệnh viện, những cái trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới để chúng ta có những cái thông tin điều trị, chứ chúng ta không nên nghe những lời quảng cáo có cánh. Tác dụng chẳng thấy đâu, nhưng hiểm họa từ những loại thuốc kích dục trôi nổi luôn rình rập. Người dân cần lưu ý, tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội. Không nên tùy tiện sử dụng những loại thuốc kích dục cho bản thân hay bất kỳ ai. Người bệnh yếu sinh lý nên có phác đồ điều trị phù hợp, không nên dùng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Như vậy, dùng thuốc kích dục có sao không và có an toàn không? Khi theo dõi hai kỳ trong Góc nhìn đa chiều thì quý khán giả cũng đã rõ, từ đầu đến cuối không có một lời khuyên nào được cho là tốt.
Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.